Đây là Abi, chào các bạn, mình là Huy. Hôm nay mình lại quay trở lại với một cái số hỏi đáp ở trên YouTube. Mình đã gom được một cái đợt câu hỏi lần này thì mình có chọn lọc ra một vài câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên nó là của một bạn mình không đọc được tên. Các bạn ấy hỏi là em tập tay sau trước khi tập ngực thì có ổn không anh nhỉ? Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến cái exercise order, nghĩa là cái thứ tự tập luyện của chúng ta. Thực ra thì cái nó không có một quy luật nào cả cho thứ tự tập luyện. Bạn thích tập bài gì cứ trước là quyền của bạn, không ai cấm cái điều đấy cả. Tuy nhiên thì trong một cái lịch tập thông thường của một người bình thường, người ta sẽ thường có xu hướng là người ta tập những bài to, những cái bài đa khớp trước, rồi người ta mới tập những cái bài đơn khớp. Ví dụ như kiểu là chúng ta biết trước một điều là nếu mà chúng ta tập trong một ngày, càng tập chúng ta sẽ càng yếu đi, chắc chắn là cái bài tập sau nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái bài tập trước. Thì nếu mà đặt trong một cái bối cảnh thông thường giữa bài đẩy ngực và bài tập tay sau thì chúng ta sẽ muốn tập bài đẩy ngực trước và bài tay sau bị ảnh hưởng, chứ rất ít người muốn là tập bài tay sau trước để bài đẩy ngực bị ảnh hưởng. Thì đấy là với mong muốn của một người thông thường. Còn nếu kể cả bạn có mong muốn là tập tay sau đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên tập theo kiểu như vậy. Thế nên câu trả lời của mình sẽ là ổn thì mình thấy là không ổn cho lắm, nghĩa là tập tay sau trước nó bị ảnh hưởng. Nó giống như kiểu là bạn đi ăn mà ăn tráng miệng trước khi bạn ăn bữa chính thì chắc chắn là cái bữa chính của bạn nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì chúng ta ít khi làm như thế, nhưng mà cái việc bạn ăn tráng miệng trước bữa chính đi chả ai cấm cả. Thì được thì bạn vẫn được thôi, nó không có cái gì sai đạo đức hay sai pháp luật cả. Tuy nhiên thì về mặt tối ưu thì mình thấy nó không tối ưu cho lắm. Rõ ràng là số bài tập chúng ta tập vẫn như vậy, nhưng mà nếu bạn tập bài đẩy ngực trước và tập bài tay sau sau thì vẫn là hai bài đó, nhưng mà tổng cái lượng mức tạ bạn làm nó sẽ tối ưu hơn rất nhiều so với là bạn tập tay sau trước và tập ngực sau. Thì đây là cái câu trả lời đến bạn. Có nghĩa là nếu mà bạn phân vân giữa việc gọi là tập đẩy ngực trước hay đẩy vai trước thì cái đấy thì tùy, nghĩa là bạn tôn trọng ngực hơn hay tôn trọng vai hơn thì bạn cho cái đấy trước. Nhưng mà nếu mà đặt giữa tập tay sau và tập ngực, và mình đang mặc định là bài đẩy ngực nhé, bài đẩy ngực và bài tập tay sau nhé, thì mình sẽ luôn ưu tiên là bài đẩy ngực trước. Còn nếu mà đặt trong trường hợp là bạn phân vân giữa việc là tập bài đơn khớp, nghĩa là tập bài tay sau đơn khớp và bài ép ngực đơn khớp chẳng hạn, thì hai bài đấy thì bạn xếp bài nào trước cũng được. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hồng Phước Tạ 3457. Video bổ ích quá ạ. Tiện cho em hỏi active and passive insufficiency muscle là gì và tác động của nó đến nhóm cơ và lựa chọn bài tập như thế nào ạ? Mong được anh chị giải đáp, em cảm ơn. Ok, hai khái niệm này mình không biết tên tiếng Việt của nó là gì. Active và passive insufficiency là cái mà chúng ta hay được thấy ở những cái nhóm cơ đi qua hai khớp. Thì các bạn tưởng tượng là những cái nhóm cơ mà nó đi qua hai khớp thì nó sẽ có thể thực hiện chức năng ở hai khớp đó. Cho nên nó sẽ có hai cái tình trạng là nhóm cơ đấy có thể bị rất co hoặc là bị rất giãn. Ví dụ với nhóm cơ đùi sau đi, nó đi qua hai khớp là khớp gối và khớp hông. Chức năng của đùi sau tại khớp gối là gập gối và chức năng ở hông của nó là duỗi hông. Thế thì bạn hiểu đơn giản là cái đùi sau nó có thể bị kéo rất dài hoặc là co rất ngắn. Kéo rất dài thì rất đơn giản thôi. Khi mà chúng ta tập đá bóng hay chúng ta tập bơi các thứ, chúng ta có bài khởi động, bạn có một cái bài là giữ thẳng chân, sau đó chúng ta cố nắm lấy cái bàn chân của bạn, thì bạn sẽ cảm thấy cái đùi sau nó bị kéo căng hơn bình thường rất là nhiều. Đấy chính là passive insufficiency, nghĩa là cái đùi sau nó bị làm ngược chức năng cả hai khớp. Nó là một trong những cái bài khởi động kinh điển đấy. Còn có một số cơ khác nữa, ví dụ như cơ đùi trước chẳng hạn. Cơ đùi trước thì nó đi qua cơ thẳng đùi, nó đi qua phần khớp hông và phần khớp gối của bạn. Nó là một thằng ngược với thằng đùi sau đấy. Thì nó sẽ khiến cho bạn tương đối là khó để duỗi thẳng chân khi bạn nhấc lên, tại vì lúc đấy nó bị co ngắn quá. Thì đấy là cái active và passive insufficiency, nghĩa là nó là cái xảy ra ở những cơ đi qua hai khớp, nó có thể cùng thực hiện chức năng cả hai khớp dẫn đến nó bị co rất ngắn, hoặc là nó làm ngược hết chức năng cả hai khớp dẫn đến việc nó bị kéo dài. Thì ứng dụng của cái này thì mình thường thấy người ta hay ứng dụng cái active insufficiency, nghĩa là người ta sẽ kìm hãm một cơ thông qua là một chức năng của nó. Cái này thì ví dụ thì sẽ đơn giản hơn. Ví dụ như trong chuyển động duỗi hông, chúng ta sẽ có cả mông cả đùi sau cùng tham gia. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta muốn tập nhiều mông hơn, chúng ta phải kìm hãm đùi sau lại. Thì đấy là cái cách mà chúng ta đẻ ra cái bài hip thrust. Bài hip thrust là cái bài mà chúng ta duỗi hông trong tình trạng là cái gối của bạn bị gập rồi. Thì khi mà cái gối của bạn bị gập như vậy, cái đùi sau nó sẽ bị giảm bớt cái khả năng phát lực. Vậy nên là cái chức năng duỗi hông ở trong bài hip thrust, thằng mông nó sẽ phải làm nhiều hơn. Hoặc là trong bài leg curl, bài prone leg curl là cái bài mà chúng ta tập cho móc đùi sau, thì cái chức năng gập gối của chúng ta nó sẽ có hai cơ tham gia, đấy là phần đùi sau và cái phần cơ mà chúng ta gọi là cơ sinh đôi, hay chúng ta gọi là phần bắp chuối đấy. Cái cơ gastrocnemius là cơ đi qua hai khớp, nó vừa có chức năng ở phần cổ chân của mọi người và nó vừa có chức năng tại khớp gối. Thế thì chúng ta tập cái bài đùi sau, cái bài nằm gập đùi sau trong tình trạng là duỗi kiễng chân ấy, trong tình trạng chúng ta duỗi cái bàn chân ra như vậy, thì chúng ta đang kìm hãm cái sự tham gia của thằng bắp chuối vào trong cái bài gập đùi sau, và như vậy thì thằng đùi sau của bạn sẽ phải làm nhiều hơn để nó có thể nhấc cái mức tạ đùi sau, thì bạn sẽ cảm thấy đùi sau nhiều hơn. Tuy nhiên nếu mà cố gắng tập cái bài leg curl đấy trong tình trạng duỗi gối như vậy, trong tình trạng duỗi cổ chân như vậy, thì rất là dễ bị chuột rút. Tại vì sao ạ? Tại vì lúc đấy cái thằng bắp chuối nó đang phải làm chức năng cả hai khớp, nó vừa phải nỗ lực trong việc gập gối của bạn, cũng như nó vừa bị co ngắn khi mà chúng ta duỗi cái phần
cổ chân của chúng ta ra. Như vậy thì nó sẽ bị active insufficiency và nó sẽ rất là dễ bị chuột rút trong tình trạng đấy. Thì đấy là cái ứng dụng mà mình hay thấy khi mà nói về hai khái niệm active và passive này. Câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Đào. Vậy việc phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ thì như thế nào? Cho em xin ít kiến thức. Rồi, xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ dạo gần đây tương đối là phổ biến. Tuy nhiên thì các bạn phải lưu ý một chút về hút mỡ. Nghĩa là hút mỡ thì bác sĩ sẽ phải chỉ định, nghĩa là bạn không được hút quá bao nhiêu phần trăm đấy trọng lượng cơ thể. Cái đấy mình không nhớ lắm. Tuy nhiên thì dưới góc độ nhìn nhận của những bác sĩ mà mình có tìm hiểu thì hút mỡ nó giống như là một cuộc đại phẫu, chứ nó không chỉ còn là tiểu phẫu đơn giản nữa. Nghĩa là chúng ta có thể có những cái tiểu phẫu đơn giản mà chúng ta không cần phức tạp. Tuy nhiên thì hút mỡ là một cuộc đại phẫu. Nghĩa là cái quan điểm cá nhân của mình là mình sẽ chỉ chấp nhận những cuộc đại phẫu nếu như mình có vấn đề về cơ thể. Nghĩa là mình chấp nhận đánh đổi để mình lên bàn mổ các thứ để mình làm một số cái việc như thế để nó đảm bảo sức khỏe mình trong dài hạn. Còn nếu mà chỉ để hút mỡ thì mình thấy thực sự là quan điểm cá nhân của mình thấy nó không đáng. Và bạn phải tưởng tượng rằng là nếu tự nhiên một cách nào đấy bạn rút được rất nhiều mỡ trong cơ thể của mình ra theo kiểu hút mỡ, thì bạn phải hiểu là cơ thể của bạn nó phải trải qua một cú sốc nó lớn nào. Cú sốc ở đây là cú sốc như kiểu là mọi cái cân bằng nội bộ trong cơ thể bạn nó đảo lộn hoàn toàn. Nghĩa là cơ thể của bạn đang sống rất quen với cái mức mỡ như vậy và mọi thứ tình trạng như vậy, nhưng mà tự nhiên trong một ngày bạn rút cái chỗ đấy ra thì nó sẽ là một cú sốc tương đối lớn với cơ thể của bạn. Và để có thể duy trì được kết quả sau quá trình hút mỡ, bạn vẫn phải thay đổi lối sống sinh hoạt của bạn, đúng không? Để cơ thể của bạn làm quen lại dần. Và nếu như mà chúng ta không thay đổi lối sống sinh hoạt thì rất là dễ chúng ta sẽ sớm quay trở lại cái tình trạng cũ. Và như vậy thì cái cuộc đại phẫu trước đây chúng ta làm nó là một cái điều hoàn toàn là nó vô nghĩa, chưa kể đến câu chuyện là chúng ta tốn rất là nhiều tiền. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Duy Khải. Câu hỏi này khá là dài, mà đại ý là bạn ấy thích tập bài đu xà. Thì khi mà bạn ấy tăng cân trong bài đu xà, khi bạn ấy tăng cân lên, thì bạn ấy nếu mà bị chứng tạ khi mà trong quá trình booking, thì bạn ấy không rõ là cơ bắp của bạn ấy chưa tăng tiến được hay là do body weight tăng, nói chung là kiểu vậy. Nói chung là nó một câu hỏi liên quan đến tập những cái bài body weight mà khi bạn tăng cân lên thì theo dõi tăng tiến kiểu như thế nào. Câu này thực ra là cũng tương đối là khó trả lời. Câu này nó rất là giống là kiểu như là có một cái bức ảnh huyền thoại về Milo của cái xứ Croton ấy, cái bức ảnh mà bê con bò ấy. Chúng ta bê con bò từ khi nó còn bé ấy, xong rồi càng ngày con bò càng to thì bộ càng to lên ấy. Thì đấy là một cái khá là hay khi mà booking mà tập những cái bài theo kiểu là đu xà. Thì bạn cứ đu xà xong rồi bạn cứ tăng cân, thì nếu mà chúng ta vẫn đảm bảo đủ cái số rep như vậy hoặc thậm chí là tăng số rep lên thì nó cũng là một sự tăng tiến khá là lớn. Tuy nhiên thì bản chất cái việc tăng cân mà chúng ta muốn theo dõi cái tăng tiến trong tập luyện nó cũng đã tương đối khó rồi. Tại vì thực ra thì trong bài pull up thì bạn không phải là không hẳn là chúng ta kéo toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình, những kiểu cẳng tay chúng ta các thứ thì không hẳn là chúng ta kéo toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình, thì rất là khó để chúng ta biết là khi mà chúng ta tăng cân thì chúng ta đang phải kéo thêm bao nhiêu. Cho nên là nếu mà muốn rạch ròi qua cái việc đấy thì nó cũng tương đối là khó. Theo mình thì cái phần này chúng ta có thể nên phiên phiến lại. Tuy nhiên thì nếu mà với một tốc độ tăng lean book phù hợp thì mình nghĩ rằng là cái kết quả pull up của bạn nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đấy, theo quan điểm cá nhân mình đã từng trải nghiệm, nghĩa là nếu mà bạn tăng cân chậm chậm, nó kiểu là trong mình đã từng tăng một năm khoảng 12 cân, nghĩa là mỗi tháng mình tăng khoảng 1 cân, thì mình thấy bài pull up của mình thực hiện nó vẫn đi bình thường. Trong trường hợp là trong 12 cân đấy, trong một năm đấy mình vẫn kéo pull up đều và mình vẫn tăng tiến, vẫn đắp tạ, thì mình cảm thấy là không có sự khác biệt nhiều. Thì đấy là với quan điểm cá nhân của mình, tại vì mình chưa gặp tình trạng chững như của bạn. Chững như của bạn có thể là do bạn tăng tạ nhiều quá hoặc cái lượng cân của bạn tăng hơi nhanh quá chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cần xem xét. Tuy nhiên thì mình nghĩ là nên phiên phiến ở những bài này đi. Khi mà chúng ta tăng cân lên, chúng ta vẫn đảm bảo là thành tích pull up, thì đấy cũng là một điều rất là tuyệt vời rồi. Rồi, và đấy là tạm thời kết thúc cho số hỏi đáp lần này. Vì thực ra là mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi. Tuy nhiên thì có một số câu hỏi thực sự là nó không phù hợp. Đa phần các bạn hỏi câu hỏi liên quan đến đau với bệnh lý tương đối nhiều. Dưới góc độ là huấn luyện viên thì mình không muốn vượt quyền mình đi trả lời những câu hỏi này. Tuy nhiên thì nó cũng khiến cho mình nhận ra một điều, đấy là những cái bạn mà thích tìm hiểu kiến thức thông qua những cái nền tảng video dài như là YouTube thì các bạn luôn đặt được những câu hỏi rất là hay, rất là chuyên sâu và các bạn xem rất là kỹ. Nếu mà so với những cái nền tảng video ngắn thì những cái câu hỏi này nó mang tính, nó mang cái trọng lượng tốt hơn rất là nhiều. Thì tất cả những ai theo dõi mình hay nghe mình chia sẻ cả trên những cái nền tảng ngắn hay nền tảng dài thì mình đều rất là tôn trọng. Tuy nhiên thì những cái bạn mà theo dõi mình và đặt câu hỏi trên YouTube thì mình vẫn luôn dành cho các bạn một cái tình cảm nhất định, quan trọng hơn rất là nhiều. Thì mình xin lỗi vì có một số câu hỏi nó không phù hợp cũng như là nó vượt ngoài khả năng của mình chưa hỏi đáp được và mình chưa giải đáp được cho các bạn. Tuy nhiên thì các bạn có những câu hỏi gì phù hợp hơn, nó ít liên quan đến chấn thương hơn, liên quan nhiều đến tập luyện, liên quan nhiều đến huấn luyện hay việc dinh dưỡng cá nhân của các bạn, thì các bạn có thể để lại câu hỏi bên dưới để mình có cái nội dung cho những cái số hỏi đáp lần sau.
Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là dành sự quan tâm để lại những câu hỏi, và mong các bạn ấn vào theo dõi cũng như là theo dõi những cái nội dung tiếp theo mà bên mình sẽ đăng nhé.